Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Vận hạn tuổi Sửu trong năm 2021. Năm này tuổi Sửu phạm trực thái tuế, dễ biến động về sức khỏe, dễ biến động về thị phi, tâm dễ bị động. Phạm thái tuế không nên quá lo lắng. Hãy xem lại các video của Khải Toàn nói về cách hóa giải thái tuế. Tuổi Sửu vốn lành tính, bao dung vị tha, có phần cọc cằn lầm lì nhưng tâm tính rất là tốt. Nhóm có tài lộc hanh thông như sau. Đầu tiên là nhóm người sinh vào mùa hè, tầm đầu tháng 5 cho đến cuối tháng 7 dương lịch. Nhóm này hỏa vượng, gặp năm có kim thủy, khả năng kiếm tiền khá là tốt. Nhóm có vận tốt thứ hai là nhóm người sinh vào mùa xuân, tầm cuối tháng 2 cho đến tháng 4 dương lịch. Tuy nhiên, để có được thành công, cần vượt nhiều chướng ngại vì Sửu năm này phạm thái tuế. Mức độ thành công như thế nào còn tùy vào nhân quả đã gieo cũng như sự kiên trì của mỗi người. Ngược lại với các nhóm có vận tốt là các nhóm tuổi Sửu có vận trình bất lợi trong năm Tân Sửu. Một là tuổi Sửu sinh vào mùa đông, tầm tháng 12, tháng 1, tháng 2 dương lịch. Nhóm này làm ăn vất vả nhưng khó giữ được tiền. Nhóm có vận không tốt thứ hai sinh vào mùa thu, tầm giữa tháng 8 cho đến giữa tháng 11 dương lịch, công việc nhiều trở ngại. Hai nhóm trên đều kỵ kim thủy, năm 2021 do kim thủy thổ quản. Nhóm có vận không tốt thứ ba là nhóm sinh vào các tháng Sửu, Mùi, Thìn, Tuất. Các nhóm này sẽ phạm phải trực xung hại phá hình thái tuế. Hãy tập bố thí tiền, bố thí sức, bố thí nụ cười, bố thí niềm hoan hỷ. Đó là cách dùng nghiệp lực để hóa giải vận không tốt. Sửu ngũ hành thuộc thổ nhưng là kim khố, tức là kho kim, chữ Tân cũng thuộc hành kim. Năm này kim thổ và cả thủy rất là vượng, những mệnh kỵ kim thủy khó khăn hơn, tức là những người sinh vào mùa thu và mùa đông hoặc sinh thần bát tự có kim thủy vượng. Tuổi Sửu gặp năm Sửu là trực thái tuế, năm hạn thái tuế trùng với tuổi, đại diện cho vận trình năm này rất là nhiều biến động, dễ buồn bực, sức khỏe kém, dễ bị thị phi. Người dính thị phi nên biết, nếu nhiều năm trước không gây ra thị phi thì đến năm gặp hạn thị phi sẽ không nhiều vấn đề. Cách hóa giải phạm thái tuế khá là đơn giản. Một là nhẫn nhịn, ai đó nói điều khó nghe, bạn không nên đáp trả. Nói thì đơn giản nhưng trong lúc tâm trí bị động sẽ lập tức đả kích những lời nói khó nghe này, và thế là tâm trí bị lôi kéo vào cuộc đấu khẩu, chẳng thể nào có khoảng trống cho sự yên bình. Những phản ứng tiêu cực này sẽ lại tiếp tục theo đuổi bạn đến nhiều năm sau. Muốn từ bây giờ và sau này không còn vướng phải thị phi, phải biết nhẫn nhịn. Lùi một bước biển rộng trời cao, không ai bắt ta phải nhẫn nhịn, nhưng nhẫn nhịn là nhân thiện, là nhân lành cho chính bản thân ta. Muốn nhẫn nhịn tốt phải có tâm an tịnh, muốn có tâm an tịnh nhất định phải tập thiền mỗi ngày khoảng 10 phút. Bước thứ hai là làm việc phải nhẫn nại, cuộc sống không bao giờ là dễ dàng, vận hạn không tốt càng gian nan gấp bội, thế thì nên nghĩ theo hướng tích cực, các trở ngại này đều là bài thi. Nếu nhẫn nại và kiên trì vượt qua sẽ cho bản thân nhiều kinh nghiệm quý giá. Khải Toàn có một gia chủ sinh năm 96, sinh mùa đông mệnh thiếu hỏa. Gia chủ này bán đồ ăn online, vì quá nôn nóng tìm khách, 5 lần 7 lượt thay đổi kênh tiếp cận khách hàng trong một thời gian ngắn. Khải Toàn khuyên nhủ, mệnh thiếu hỏa logo nên màu đỏ, hình dạng nên là tam giác, tập trung vào một kênh nhất định, làm chỉnh chu và theo dõi vài tuần. Sau hơn một tháng, kết quả ngoài mong đợi. Bước thứ ba là chú trọng sức khỏe. Mỗi người có cơ thể lành lặn hay là bệnh vặt, muốn dưỡng thân phải ăn uống chừng mực, nghỉ ngơi hợp lý và cả tập thể dục, cái gì cũng cần phải dưỡng. Tuổi Sửu sinh vào mùa thu kỵ kim, gặp năm có kim thủy vượng như năm Tân Sửu hoặc năm Canh Tý thường bất lợi. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông là mộc, nên đón nhiều ánh nắng buổi sáng. Quần áo trang sức nên dùng màu ấm, có thể dùng trang sức đá màu xanh lá cây như thạch anh tóc xanh lá. Thỉnh thoảng đi mua hoa,
đi nhà sắt, ăn chay, ăn trái cây có màu xanh tươi. Tìm gặp người sinh vào mùa xuân là những cách nạp mộc hiệu quả nhất để tăng vận may và giảm vận xấu. Tuổi Sửu sinh mùa đông kỵ thủy, gặp các năm có kim thủy vượng như năm Tân Sửu hoặc Canh Tý càng bất lợi. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông, nên đón nhiều ánh nắng buổi sáng. Trang sức quần áo, đồ vật hay dùng nên có màu đỏ, cam, hồng. Có thể dùng trang sức đá màu xanh lá như thạch anh tóc xanh lá hoặc là thạch anh tóc đỏ. Ăn chay là mộc, ăn lẩu, đồ nướng, sô-cô-la là hỏa. Thỉnh thoảng vào bếp nấu ăn là tăng vận hỏa. Tìm gặp người sinh mùa hè là những cách nạp hỏa hiệu quả nhất để tăng vận hỏa. Với những ai tuổi Sửu sinh mùa xuân hoặc mùa hè, gặp năm kim thủy vượng như năm Tý hoặc năm Sửu có phần thuận lợi. Nhưng do phạm thái tối vẫn gặp nhiều biến động. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng Tây, Tây Bắc là thuộc kim, hướng Bắc thuộc thủy. Nên tắm sáng và làm cho tóc ướt. Quần áo trang sức vật dụng nên dùng màu sáng. Có thể dùng trang sức đá màu xanh dương hoặc là màu trắng xám. Soi gương là kim thủy, giữ cho mặt trắng sáng. Tìm gặp người sinh mùa thu hoặc mùa đông là những cách nạp kim thủy hiệu quả để gia tăng vận may, giảm vận xấu. Xét vận hạn tuổi Sửu theo từng tháng như sau. Tuổi Sửu có sao Hàm Trì chiếu vào tháng Ngọ, từ 10 tháng 6 cho đến 9 tháng 7 dương lịch là tháng Ngọ. Sao Hàm Trì chính là đào hoa, mệnh cần kim thủy đại diện cho tình cảm, gặp gỡ. Mệnh kỵ kim thủy, gặp Hàm Trì dễ xung đột tình cảm. Ngoài ra vào tháng Thân có sao Thiên Hỷ, từ 8 tháng 8 cho đến 6 tháng 9 dương lịch là tháng Thân. Sao Thiên Hỷ đại diện cho chuyện vui với người khuyết kim thủy. Mệnh kỵ kim thủy đại diện cho chuyện không vui. Vào tháng Hợi có sao Dịch Mã, từ 5 tháng 11 cho đến 3 tháng 12 dương lịch là tháng Hợi. Dịch Mã đại diện cho lữ hành, đại diện cho biến động, thay đổi chỗ ở, thay đổi công việc hoặc là đi xa. Vào tháng Mùi sẽ phạm thêm xung thái tuế, từ 10 tháng 7 cho đến 7 tháng 8 dương lịch là tháng Mùi. Năm Sửu là trực thái tuế, thêm tháng Mùi càng cẩn thận xe cộ, cẩn thận giao kéo, lời ăn tiếng nói. Nhìn chung tuổi Sửu năm này khá là bận rộn, bận rộn đến không kịp hở tay vì nhiều biến động cản trở. Càng bận rộn thì càng ít chú trọng đến sức khỏe. Với người tuổi Sửu, cân bằng tốt sẽ đạt được sự nghiệp tốt hơn mong đợi trong năm này. Ví dụ khi làm việc nên tập trung hoàn thành làm cho xong, khi mệt thì hãy nghỉ ngơi, đó là cách sống với hiện tại. Năm này tình duyên tuổi Sửu có phần xung đột trắc trở, dễ xúc động mạnh. Càng phải hành thiền cho tâm an tịnh, tránh lời nói khó nghe bộc phát. Tuổi Sửu là người lành tính nhưng có phần cộc tính. Trong giai đoạn tâm trí bị rối, tính khí càng dễ nóng giận. Người hay cáu gắt không thể nào nói được những lời dễ chịu, khiến những người bên cạnh cảm thấy khó gần. Tài vận năm này càng không tốt với những ai tuổi Sửu sinh mùa thu hoặc mùa đông, dễ hao tài. Muốn hóa giải thái tuế, muốn cải biến tài lộc, muốn gia đạo bình an, bản thân muốn và muốn rất nhiều nhưng lại không biết tự lượng sức mình, không kiên trì tu tâm dưỡng tánh, không gieo thiện lành thì làm sao có được những điều mình mong muốn. Khải Toàn đã trình bày với các bạn cách giải hạn thái tuế và cách tăng vận may theo mệnh quyết. Phần còn lại nằm ở sự kiên trì, tâm thiện lành và nhân quả trong quá khứ. Năm tháng ngày giờ là việc ta phải trải qua, đừng né tránh, đừng sợ hãi. Cũng không cần cúng kiến, không cần cúng sao hạn này nọ, chỉ cần hành thiền cho tâm an tịnh, cân nhắc lời nói và hành động để tu tâm dưỡng tánh, nhẫn nhịn trước tất cả những lời không hay, kiên trì nhẫn nại với mục tiêu, bố thí nụ cười, bố thí lời nói vui và gặp gỡ các bậc thiện tri thức. Nhìn một hoàn cảnh đáng thương ta cho là tội nghiệp, làm chung với nhau gọi là đồng nghiệp, nghề bạn đang làm gọi là nghề nghiệp. Nghiệp là những thói quen thường xuyên bao gồm cả tốt và xấu. Nghiệp báo là cái quả ta gặp do cái nhân trước đó đã gieo. Ví dụ ngồi thiền 10 phút
là tạo nghiệp lành nhân lành. Với những ai hay nóng giận, lại gặp phải năm có hạn thái tuế không tốt, chỉ có cách dùng nghiệp lành mới có thể hóa hung thành cát, tức là thay đổi thói quen không tốt bằng những thói quen thiện lành. Các bạn nên biết, thành công nhờ kiên trì, trí tuệ nhờ chánh niệm. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.